Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người ạ. Ngày hôm nay thì cửa hàng em xin phép được giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi nhé. Và cái lô cưa ngày hôm nay thì em để giá rất là mềm luôn, thì các bác dễ dàng lựa chọn này. Và hôm nay thì đảm bảo các bác là giá giảm sâu nhé. Máy móc bên em đã test nổ rồi, giật nổ ngon lành, đi cưa thử đàng hoàng hết rồi các bác nhé. Đây, lúc nào nhà em có một cây gỗ kia là cứ hệ nào giật dọn nổ xong phát là em mang đi cưa thử luôn. Đó, đây là có 12 cây máy. Thì điểm qua một chút là trong cưa lô ngày hôm nay thì có cây máy Komatsu 3500 này, Shinewa 393, Echo GC 351, Hitanaka tay nóng đứng này, Estin 020, Echo 332. Tiếp theo là những cái hệ dưới này, tầng đầu tiên này là hệ các bác cắt gia đình nhá, như Tanaka, Makita này, Hitachi, Echo, Shinewa, Tanaka, đầy đủ hết tất cả những cái hệ thông dụng hiện nay ở bên thị trường Nhật Bản. Và số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Thì bên em có bao ship và bảo hành các bác là 6 tháng, tặng 3 món đồ, tiếp mở buji, rũa cưa và tua vít chỉnh chế. Còn hàng hóa bên em khi gửi tới nơi, các bác được kiểm tra hàng, đó, được kiểm tra hàng và được đi cưa thử luôn. Và giờ em sẽ giới thiệu về từng hệ máy một có trong lô cưa ngày hôm nay, đọc thông số, cân nặng và test nổ luôn. Đó, thì trong khi test nổ có những cây em cũng không bỏ nhớt đâu, bởi vì là nó bắn nhớt rất là bẩn, thế nên là em khẳng định với các bác là bên em nhớt rất là đều nhé. Chiếc máy đầu tiên là một cái hệ máy cưa tay cụt của dòng Tanaka PMS330A. Với cái hệ cưa này thì có công suất là 33cc, dòng máy 38 ly. Có thiết kế là một cái tay ngắn rất là phù hợp những bác đi leo trèo lên cao này, và cắt tỉa nhánh cây nghi cảnh này, cắt tỉa nhánh cây này, cắt củi nhỏ này. Đó, thì cây này đang để giá là 1.600.000. Lợi thế của những cái việc mà của những cây cương ngắn ấy là cây rất là tiết kiệm xăng và tiện lợi các bác mang vác lên đồi cắt thì rất là tiện, bởi vì nó nhỏ gọn mà. Đó, ngoài ra thì ở dưới hệ dưới này nhá, nó có cái buộc cái lỗ ở đây, các bác muốn kéo lên cây hoặc hạ xuống thì rất là đơn giản, chỉ cần buộc cái dây qua cái lỗ này thôi đấy. Và đặc biệt là hệ này thì rất là dễ nổ luôn. Ok, cây V1 để giá là 1.600.000. Dọn nổ rất là ngon lành rồi. Cái cách bên em mua hàng ấy là đều mua những cái hệ nào nó cắt tốt là một, thứ hai nữa là mua hàng về để đều kiểm tra bít tông rất là kỹ rồi. Thế nên là máy móc bên cửa hàng em không bao giờ lo là bị xước hơi hay là bị hỏng hóc cái đâu đâu nhá. Ok, mã V1 để giá là 1.600.000. Tiếp theo đến cây cưa mã V2. Cây này dòng cưa Makita MDE400. Đấy, hệ cưa này thì rất là khỏe khoắn này. Công suất là 40cc, nòng máy bít tông 40 ly. Nòng bít tông 40 là cái hệ cưa phân khúc để các bác cắt khai thác nhé. Cây này thì về khóa sên đầy đủ này, khóa sên, bơm xăng phụ đầy đủ hết. Cân nặng là 4,5 cân. Và cây máy này em đã lên xích mới luôn. Lam dài là 45, mặt lam cắt 40. Và cái lam có nhìn qua này, lam zin theo máy mà nó không có vết xước nào luôn, chứng tỏ cây này cắt rất là ít nhé. Ngoài ra các bác nhìn lốc máy và bô này. Đó, máy này thì rất là quá đẹp luôn rồi, như mới, độ mới lên khá cao. Đó, cây V2 để giá là 1.700.000, tua máy này cắt rất là khỏe và tiết kiệm xăng.
cây này các bác nghe tiếng máy rất là khỏe luôn. Và khi tua hệ tua này cắt vào cây nhá, cảm giác cắt rất là sốc gỗ luôn, vì tua nó quá nhanh. Đó. Tiếp theo đến cây cưa số 3. Hệ cưa này là dòng cưa tay dài. Đấy, phục vụ các bác nào thích cắt tỉa này, lấy củi cắt tỉa và thích máy nhỏ gọn nhá. Cây này với thương hiệu của dòng Hitachi CS35, công suất khá là lớn nhá. 35cc, nòng máy 39 ly và hai chân ốc lam này, cái lam của máy còn nguyên mặt chữ Hitachi luôn. Đấy. Mặt lam nguyên chữ nhá. Cái này thì nó cắt rất ít nhá, bởi vì lam này lam zin này. Nếu như mà lam đẹp này chứng tỏ cái máy này cắt không được không bao nhiêu luôn. Đấy. Bô máy sáng, hai chân ốc. V3 thì giá là 2 triệu. Tiếp theo này đến với hệ cưa thứ tư này, cây mã cưa V4, cây này là cây dòng của Echo nhá, 2007 đời 4 số mà máy đời cao luôn. Đấy, cây này sản xuất năm 2007 và công suất máy này là 27cc, nòng bít tông là 36 ly và hệ cây này là dòng cưa nhỏ gọn để các bác cắt tỉa này. Cây này mã V4 để giá là 1,8 triệu và cân nặng của hệ này rất là nhẹ nhàng nhá, có tầm 3,5 cân thôi. Đấy. Máy này đầu lam latin này, lam dài 40, mặt cắt 35. Đó. Ở phần bên trên thì các bác đổ xăng pha nhớt và đằng bên dưới các bác đổ nhớt lam. Đó. Còn máy thì chạy chế One Pro, bô máy các bác nhìn qua này, sáng tuyệt vời luôn. Đó. Đây về phần là tăng chỉnh cái lượng mà xích căng trùng ở cái ốc này nhá. Còn là cây này thì mã V4 thì đã là 1,8 triệu. Cây cưa này thì có nhìn qua về độ mới của cái áo này nhá. Rất là bóng bẩy và đẹp luôn. Cái này là màu sắc là nguyên bản của máy luôn. Đấy. Hơi cao về nốt chỉnh căng ti ở nút T nhá, và em sẽ chỉnh lại luôn. Còn đây là hệ cưa nhỏ gọn đấy, bác nào thích máy cưa nhỏ gọn mà tiết kiệm xăng, mà cái hàng đại trà tốt như phân khúc rất là nhiều người ưa chuộng như Echo, bác chạy hệ cưa này. Đó. Tiếp theo em có một cái hệ máy cưa rất là rẻ ngày hôm nay nữa, là cây máy Sinewa E300. Đó. Với cây máy này thì về cái ngoại hình của máy nó không được xuất sắc là 10 điểm. Nhưng mà được bù lại là cái là cái nòng bi tông và hệ máy rất là đẹp. Em đã kiểm tra nòng bi tông rất là kỹ rồi. Đây chỉ là cái phần vỏ lốc của máy nó bị chảy sơn thôi, chứ còn không phải là do máy nó cũ quá hoặc là nó bị nát quá nó bị vậy đâu. Vì quá trình vận chuyển để ở bãi thì là nắng mưa thì nó cũng bị phai màu đi. Còn cốt lõi vẫn là cái nốt kiểu ở cái bên trong máy này, là cái nòng bi tông này. Đấy. Máy này thì nòng bê tông không xước nhá. Cây V5 để đã là 1,5 triệu. Đó. Về cắt củi này và đi cắt tỉa, hàng Sinewa là hàng thương hiệu mà máy chạy tua rất là cao và nghe tiếng máy rất là thoáng nhá. Nó gọi là về phần phân khúc máy cao cấp ấy. Đó, em giật thử này. Tiếp theo đến cây máy cưa số 6. Với cái hệ cưa này thì về độ mới rất là cao,
Cây này thì dòng của cưa Tanaka và máy này có giật trợ lực các bác nhé. Cưa giật trợ lực này, cân nặng nhẹ nhàng có 4 cân thôi. Bô máy sáng loáng luôn. Và máy này thì có xích mới, chạy chân xích 91 và xích mới hoàn toàn, lam dài 40, mặt cắt 35, tăng ốc chân ở chân lam ở đây luôn. Đấy. Cây này thì đang để giá là 2 triệu đồng. Giật trợ lực nhá, cưa giật trợ lực siêu khỏe luôn. Đấy. Máy này cắt rất là lực luôn. Em nghe tiếng máy và đã đi cưa thử rồi. Hệ này cắt cực kỳ lực nhá. Đấy. Các bác thích hệ cưa mới, cưa trưng bày có chạy hệ này. Nhất là về lam xích đẹp này, về máy nó cũng đẹp nữa. Và rất là dễ nổ. Có độ giòn của máy nhá. Nghe tiếng máy nghe rất là đanh và nghe rất là chắc. Đó. Ở đây là 6 cái cây máy cưa. Đầu tiên là hệ cưa cắt gia đình giá rẻ này. Về lợi thế của những hệ cưa này, thứ nhất là về giá rất là mềm. Thứ hai nữa là máy chạy khỏe này và tiết kiệm xăng. Thì bác nào chốt được cái hệ nào cứ alo với em nhá. Số điện thoại là 0392 973 923. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác những cái hệ cưa lực cắt gỗ lớn hơn. Đó. Cắt gỗ lớn hơn cũng có 6 cây. Về cái đầu tiên là có cây máy cưa Echo 332. Đó. Cây này có công suất là 34cc và nòng máy bít tông là 39 ly. Mới nhìn qua này, xích máy thì đẹp như mới nhá, xích dày cộp luôn. Đấy, lam nó cũng rất là sáng này. Lam sáng, đầu lam nhọn, cái lam nhọn này cắt tỉa cực kỳ thích luôn, nhiều bác rất là thích cái hệ máy cưa lam nhọn kiểu như này. Đấy, xích mới ấy, làm rất là đẹp. Đây, xích này là quá là đẹp rồi. Đó, hai chân ốc lam, tem mác nguyên si. Cây này đang để giá là 2 triệu mốt nhá. Tem rất là đẹp này. Ok, dòng này thì nó có nổi trội là về phần hơi điện rất là khỏe. Ngoài ra nữa là cái phần cắt xẻ của máy này thì bao ngon. Máy càng nóng thì càng chạy êm nhá. Cây này em bảo qua một chút này, máy móc nó có sao thì em báo vậy nhá. Nhiều bác cứ bảo có cái cò trên này, em cũng không biết được cái cò này nó để làm gì, nhưng cái máy này mất cái cò nhưng nó chẳng có tác dụng gì, nó chẳng vấn đề gì cả. Và cái này chủ yếu là cái bóp này là vẫn ga tốt bình thường, còn cái cò trắng trên này thực ra nó chẳng, nó chỉ là cái đệm tay thôi, không có cũng chẳng sao đấy. Em báo luôn, máy móc có tình trạng như nào thì báo anh em nhìn kỹ rồi về đến nơi là đúng như quảng cáo, và tình trạng máy là sao em báo luôn như vậy nhá. Đây, cây máy V7 thì giá là 2 triệu mốt. Tiếp theo thì cây máy V8 này. Đây, cây này thì là dòng của Estin. Nếu mà đến với thương hiệu cưa nổi tiếng hiện tại, của thương hiệu nổi tiếng mà chạy có đứng số má về hệ máy cưa ấy, thì cây Estin là đứng ở top 020. Và cây máy có công suất là 43cc và nòng máy bít tông là 40 ly. Tay hệ tay đườn dài, cắt thì siêu khỏe. Máy này thì đã lên xích mới, xích mới cứng luôn nhá, và lam Estin này, lam còn nguyên chữ luôn. Và cái này thì khóa sên đầy đủ. Đấy, máy thì khóa sên đầy đủ hết. V8 này giá là 2,2 triệu. Ở cây cưa này thì chạy lực cắt rất khỏe khoắn. Đó, bô máy sáng này, Estin này, rồi chạy xích 91, xích rất là thông dụng hiện nay. Đó, em sẽ giật nổ thử để các bác trải nghiệm nghe tiếng máy nhá. Thank you.
chạy thôi mà đã thấy cảm giác rất là phê rồi. Đấy, rất là khoái luôn. Cây máy này để giá là 2,2 triệu. Tiếp theo đến cây máy cưa số 3, hệ cưa Tanaka, nòng đứng. Và cây cưa này có công suất là 35cc, nòng máy bi tông là 39 ly. Cây cưa này thì giật trợ lực các bác nhé. Giật trợ lực này, khóa sên này, bơm xăng phụ đầy đủ, thiếu mỗi cái hộp thôi. Còn đây là độ mới khá là cao. Và máy này chạy xích chung 91, độ mới xích cây máy cưa này lên đến tầm khoảng 90% luôn, không nói điêu chút nào luôn. Nó nhìn qua này, về sợi xích rất là dày nhá. Và em đã rũa qua rồi. Ở phần trên thì các bác đổ nhớt lam và đằng sau này đổ xăng pha nhớt này. Cưa giật trợ lực là cưa có hai tấm cót. Ngoài ra nó có thiết kế là những cái lỗ ở đây lớn này, là khi hoạt động nóng máy nó đẩy cái vô lăng lửa, cái quạt đấy nó đẩy hơi nóng ra, làm cho cái máy nó mát hơn và hoạt động được lâu dài. Đấy, cây V9 này giá là 1,8 triệu. Ok, tiếp theo đến cái hệ cưa số 10. Cây này là cây cưa Echo GC351. Và hệ cưa này có công suất máy là 36cc và nòng bi tông là 40 ly. Đến với cây cưa này thì là dòng cưa hàng chuẩn về độ đời mới nhé. Máy này đời rất là cao. Đó, bơm xăng phụ khóa sên đầy đủ luôn này. Và máy này thì lam dài 40, mặt cắt 35, chạy xích chung 91, hai chân nốc lam. Đó, và khóa sên đầy đủ hết. Cây máy V10 để giá là 2,3 triệu. Đó, cưa này các nghe thử tiếng máy nhá. Máy này nòng bi tông 40 ly luôn mà giá chỉ có 2,3 triệu thôi, để giá rất là mềm. Chê luôn, cắt rất là nhanh cưa anh em nhá, rất là mau. Và nhớt lam ra rất là đều, máy bên em thì nhớt lam đầy đủ hết nhá. Thể cả là test video nhiều cây em cũng không để nhớt vào, nhưng mà trước khi gửi hàng tới các bác ấy thì em vẫn phải châm nhớt lại, giật đổ lại để cho nó kiểm tra rằng là máy hoạt động gần như là nhà sản xuất ra đạt được tiêu chuẩn cao, không cần phải căn chỉnh gì nữa là ok mới gửi đi. Còn các bác cứ yên chí, chỉ cần việc đặt hàng xong rồi đến nơi các bác chỉ việc đổ xăng sử dụng ngày qua ngày thế thôi, chứ không cần phải căn chỉnh gì nữa. Đó, tiếp theo này đến cây máy cưa Shinawa 393. Cây này với công suất là 40cc và nòng máy bi tông là 40 ly. Đấy, hệ cưa này thì rất là khỏe khoắn về độ cắt khai thác nhá. Cây này thì lốc máy đẹp này, có nhìn qua lốc máy lốc nhôm đẹp nhá. Lam dài là 45, mặt lam cắt 40, đầu lam latin 5 nhọn. Đó, cái đầu lam nhọn này để cắt cây đứng và đi tỉa nhé, cắt siêu nhanh luôn, cắt siêu khỏe. Và cây này thì tiếng máy nghe rất là thoát máy luôn. Ngoài ra đây nó có cái có van xả áp đây này. Đấy, có van xả áp phần hơi luôn. Ok, V11 để giá là 2,7 triệu.
tiếng máy rất là phê luôn. Máy này động cơ quá nó khỏe. Và tiếp theo một cây máy cuối cùng ngày hôm nay là cây Komatsu 3500. Hệ cơ này có công suất là 36cc và nóng bê tông là 40 ly. Máy này thì làm đẹp xích mới luôn. Đó, có chạy xích mới. Hệ cơ này thì các bác chạy cắt khai thác thì đúng thật sự là hết nước chấm luôn. Bởi vì là tua máy rất là khỏe. Em đã mang đi cắt cái cây gỗ cứng như là gỗ lim và gỗ to ấy, em đã mang đi cắt thử rồi, rất là khỏe. Khóa sên đầy đủ hết nhá. Đấy. Về cái màu sơn nó cũng đỏ chót lọt luôn này. Giật trợ lực luôn. Máy hệ cưa lớn và giật trợ lực. Bán những hệ cưa này rất là yên tâm thì các bác chạy. Ở phần trên thì các bác đổ nhớt là xăng pha nhớt này, nắp đen là xăng pha nhớt. Còn cái nắp màu tím màu này ấy thì là các bác đổ nhớt lam. Đó. Nó không gắt đâu anh nhé, bởi vì nó có cái bô giảm âm rất là lớn. Khi mà các bác cưa ấy, cắt khai thác thì nó cũng không bị chói tai. Đây là cái thiết kế của hệ đời cao. Và đây là cái 12 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973 923. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng cho cửa hàng em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.